Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2021, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Ngọ tháng 12 năm 2021 âm lịch, chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vận trình của bạn tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng, với bạn tuổi Ngọ đang có điểm báo phải đối mặt với khá nhiều khó khăn trong công việc vào thời điểm tháng cuối năm này. Vì thế mà con giáp này lúc nào cũng tất bật, thậm chí phải tăng ca hoặc mang việc về nhà làm mà chưa chắc đã xong việc. Trong tháng với bạn tuổi Ngọ cũng đang chịu tác động trực tiếp của hại Thái Tuế, lại thêm hung tinh thiên quan đeo báo, cho nên vận trình của bạn trong tháng có rất nhiều hung hiểm. Rất nhiều tác nhân khách quan gây họa như tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp bất hợp tác, trục trặc về máy móc, thiết bị, làm cản trở tiến trình thực hiện các công việc, dù cho bạn đã cố gắng thế nào cũng khó được như ý. Đặc biệt là, trong tháng các mối quan hệ về công việc dễ sinh mâu thuẫn hoặc có sự cạnh tranh không lành mạnh, tiểu nhân được đà gây ra không ít sự cản trở và chia rẽ nội bộ. Chỉ một khúc mắc nhỏ cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn trong tập thể, dẫn đến thị phi, ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần làm việc của bạn. Với bạn tuổi Ngọ, đây là lúc mà mọi việc cần phải gấp rút để hoàn thành, và chuẩn bị những kế hoạch, những dự định cho năm mới, nhưng với bạn đang gặp khó khăn chồng chất khó khăn, khối lượng công việc lại đổ dồn về khiến bản mệnh luôn phải vắt chân lên cổ để chạy cho kịp tiến độ. Có lúc bạn chán nản muốn nghỉ việc, nhưng vì năm hết Tết đến nơi rồi nên lại phải tự động viên mình cần phải cố gắng hết mình. Nếu như bạn tuổi Ngọ không biết giữ mình ở thời điểm này, để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hay bè phái rồi bỏ bê nhiệm vụ chính, bạn có thể sẽ bị cấp trên đánh giá không tốt. Đương nhiên không được lòng cấp trên thì không thể yên thân làm việc rồi, cuối năm mà còn bê tha như vậy thì thật đáng báo động cho bạn nhé. Trong tháng Ngọ với hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn, điểm báo trong vận trình của mình như vậy, nhưng không có nghĩa là bạn tuổi Ngọ không thể làm gì để thay đổi tình thế. Thực chất với bạn chỉ cần tập trung tinh thần và có trách nhiệm hơn thì chắn mọi việc sẽ đâu vào đó. Bên bạn còn có cát tinh tử vi và giải thần chiếu rọi, cho nên mọi việc vẫn nằm trong tầm tay của con giáp này, quá trình có thể có vấn đề, thế nhưng chắc chắn kết quả sẽ có nhiều khả quan hơn. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021 của tuổi Ngọ, về phương diện tài lộc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng Tân Sửu này, thầy Tử Vi cho thấy, vận trình tài lộc của bạn tuổi Ngọ đang có điểm báo hung tinh ám quẻ, khiến cho con đường tài lộc của bạn không được lý tưởng cho lắm. Nhìn chung với bạn tuổi Ngọ trong tháng này, do vận khí sa sút cho nên thành quả đạt được có thể không cao như mức kỳ vọng của bạn. Thậm chí, tiền bạc có thể hao hụt với một khoản không nhỏ, công việc làm ăn thua lỗ nếu bạn không có kế hoạch tính toán cẩn thận và quản lý chi tiêu hợp lý hơn. Tuy nhiên, trong tháng cuối năm này, đối với những người làm công ăn lương vẫn có khoản thu về ổn định từ lương cứng và tiền thưởng Tết, những người kinh doanh, buôn bán vẫn túc tắc cũng cho thu lời nhờ hàng hóa Tết. Nhìn chung thu chi khá cân đối, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không lo túng thiếu, miễn là bản mệnh kiên trì tới cùng, không ngại khó khăn. Tất nhiên để đạt được điều đó, đổi lại thì với bạn tuổi Ngọ sẽ phải bận rộn hơn rất nhiều. Nhất là khi đây là tháng chạp giáp Tết, mọi việc đều cần được tiến hành và hoàn thành gấp rút trước khi năm cũ khép lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn làm ăn cầu thả hay bất chấp để kiếm tiền, ngược lại, càng vội thì càng phải chắc chắn để công sức không đổ sông đổ biển. Với bạn tuổi Ngọ trong tháng này, việc hợp tác kinh doanh hay đầu tư trong tháng cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Vận tiểu nhân đương vượng có thể gây ra những nguy cơ tiềm tàng mà bạn không thể nào dự đoán được hung hiểm đến mức nào. Chỉ một bất cẩn chọn sai người, bạn có thể trắng tay, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đón Tết của bạn và gia đình. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021 của tuổi Ngọ, về phương diện tình duyên. Vận trình tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch này, điểm báo vẫn chưa đâu vào đâu, nhất là đối với những bạn nữ. Vốn dĩ bạn cũng có không ít vệ tinh xoay quanh, nhưng vì đặt ra tiêu chuẩn quá cao hoặc quá khó tính trong việc lựa chọn nửa kia mà đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Có người lại vì sức ép tuổi tác và gia đình hối thúc mà có suy nghĩ nhắm mắt đưa chân. Tuy nhiên trong tình yêu không thể cưỡng cầu, càng không thể gượng ép. Hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Bản mệnh đừng ép bản thân phải đi gặp mặt quá nhiều người chỉ vì gia đình mong muốn, hãy hỏi bản thân xem đó có phải điều bạn tình nguyện thực hiện hay không. Hạnh phúc của mình phải do chính mình quyết định. Mối quan hệ của các cặp đôi đang diễn biến khá căng thẳng. Vợ chồng cãi nhau liên miên, cũng là do bạn mang công việc về nhà lại còn đổ áp lực lên đầu người khác. Tình cảm vốn đang êm đẹp nhưng vì những quan điểm trái ngược mà xảy ra khúc mắc khi chẳng ai chịu nhường ai. Nếu như bạn tuổi Ngọ cứ tiếp tục như vậy thì chỉ làm cho cả hai thêm tổn thương mà thôi, ảnh hưởng cả đến hòa khí gia đình cũng như tâm lý con cái. Vì vậy bạn cần phải xem lại thái độ của mình ngay nhé. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021 của tuổi Ngọ về phương diện sức khỏe. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng, nguyệt lệnh lâm đất bệnh cho thấy sức khỏe trong tháng của người tuổi Ngọ có nhiều dấu hiệu giảm sút. Cũng bởi con giáp này lo nghĩ nhiều cho công việc và chuyện tình cảm mà bỏ bê việc ăn uống hay ngủ nghỉ, điều này khiến cơ thể của bạn càng ngày càng suy nhược, uể oải, thiếu sức sống. Trong tháng, nguy cơ bệnh cũ tái phát rất cao. Lời khuyên dành cho tuổi này là nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Hãy suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc quẩn quanh. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ trong tháng 12 năm 2021 âm lịch 4. Tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết: đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, thường xuyên phải tăng ca. Quý nhân: Mão, Hợi. Tiểu nhân: Thìn, Tỵ. Màu sắc may mắn: đỏ, nâu. Tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết: các mối quan hệ công việc dễ sinh mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ. Quý nhân: Thìn, Dậu. Tiểu nhân: Dần, Hợi. Màu sắc may mắn: hồng, cam. Tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh Hỏa, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết: thành quả đạt được có thể không cao như mức kỳ vọng. Quý nhân: Sửu, Dần. Tiểu nhân: Tỵ, Mão. Màu sắc may mắn: đen, đỏ. Tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết: tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, diễn biến khá căng thẳng. Quý nhân: Tỵ, Dậu. Tiểu nhân: Dần, Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết: sức khỏe giảm sút, nguy cơ bệnh cũ tái phát rất cao. Quý nhân: Dậu, Tuất. Tiểu nhân: Hợi, Dần. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Ngọ trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.